ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết, mà sao ruột gan như muối sắt, thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột nói bời bời, làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày. Alo, chú Tám hả chú Tám? Dạ dạ con Tèo nè. Dạ chú có đi khám bệnh gì không, con chở cho đi. Không hả, cuối tháng mới đi khám hả? Vì chú có đi công chuyện không, con chở cho đi. Dạ 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 dạ, vậy chừng nào chú đi chú kêu con ba con chở cho nghe. Thì chở đi đi rồi tiền bạc để đó, chừng nào chú có tiền chú trả con cũng được. Dạ 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 dạ, về nhớ nghe nhớ nghe. Dạ dạ. Alo chị hả? Dạ dạ em Tèo nè chị. Dạ chị có đi công chuyện không, em chở cho chị đi công chuyện. Kệ 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 đó, chừng nào đi đi rồi chừng nào lãnh lương trả cũng được. Dạ dạ không sao. Dạ dạ dạ, chừng nào nhớ đi nhớ ủng hộ em cuốc xe nghe chị. Dạ 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 dạ, cảm ơn chị. Trời trời, sao mà không có thấy khách khứa gì hết trơn trời. Em như cô gái hay còn xuân. Bao hả? Gì? Đâu ạ? À? Đi chợ. Lên xe tôi chở cho đi. Thôi, tao đi bộ. Bữa nay nè, tao mới sắm được cái này, thấy không? Cái vòng ngọc trai nè, thấy chưa? Rồi cái bông tai hồng xoàn nè. Tao phải đi bộ để tao khoe cho tao thấy cho nó dễ chứ bộ. Ừ. Lên xe đi, tôi chở cho bà lạng mấy vòng ngoài chợ là tao thấy hết à. Thôi, để tao đi bộ sẵn tao tập thể dục luôn á mà. Hen. Ê! Gì? Tôi ủng hộ cà phê bà hoài, bà ủng hộ tôi cuốc xe coi. Mày nói sao chứ, tao thấy mày á đi vòng vòng trong cái xẻo lá này á, quán cà phê này mày cũng vô hết trơn á, chứ không phải chỗ tao không đâu. Nhất á là mấy chỗ mà có mấy em út nào mới là mày ghé à. Tao biết hết nè, mày đừng có cãi tao, tao biết nè. Thôi tao đi à. Bà không. Ô, em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa nhiễm bụi trần. Trời trời, giờ mới ruột mà cũng bỏ mình đi luôn hả trời. Chú Hai, chú Hai hả? Sao chú không kêu bảy cò tám tạng chở chú đi, chú kêu xe con vậy? Lấy xe nó chở bả đi công chuyện rồi, chứ phải chứ có nói nhà tao đâu có kêu mày chi chứ tốn tiền. Trời ơi, chú cháu lâu lâu ủng hộ con bút xe mà tham tốn tiền gì không biết nữa. Thì tốn tiền của tao, tao nói tốn tiền chứ. Trời ơi, mày chạy đàng hoàng theo, tao còn sống lâu lắm đó con. Trời ơi, chú yên tâm đi, con là tay lái lụa không sao đâu. Chở tao chứ đâu phải chở gái đâu mà mày lạng lấy le. Rồi chú ngồi yên đi, con chạy an toàn cho. Xe mày cũ mà máy còn êm quá Tèo á. Trời ơi, xe cũ chứ máy là ghim xịn chạy im gu à chú. Ừ, thấy dạ. Cũng được. Từ từ thôi con. Dạ dạ dạ. Ừ. Sao vậy Tèo? Mới khen mà té hen rồi. Con cũng biết nữa, để con đề lại coi. Kỵ ta nãy đang chạy ngon sao kỵ chê? Có kỹ coi là hết xăng. Đâu có, nãy trước khi qua rước chú là con đổ đầy bình xăng mà. Kỵ gì? Để con thử lại lần nữa nha. Lẹ lẹ đi à, tao đi công chuyện gấp lắm đó. Dạ dạ. Thôi thôi thôi, tao thấy hết cứu rồi con ơi. Cái tiếng nổ này tao thấy hết cứu rồi đó. Kỵ ta. Gì? Lần nào gặp mày tao thấy cũng y chang vậy chứ. Chú Hai, chú Hai. Gì? Giờ con còn cách nữa. Cách gì? Mà chú phải giúp con nha. Gì? Đẩy. Trời. Gắn gắn chú Hai. Gắn lên chú Hai ơi. Gắn để lẹ lẹ chú. Nhanh lên chú. Nhanh lên. Nhanh lên chú. Gắn đẩy nhanh nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Ê. Gắn 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 gắn. Sao vậy? Sao không đẩy nữa? Chú gắn hết nổi rồi con. Chú không được đâu, còn có nhiều sức tôi làm hết luôn rồi đó. Chú gắn khúc nữa.
đẩy cung khúc nữa nhiều khi xe chạy không chừng. Mày quên là tao già rồi, nửa khúc cũng không nổi, đừng có một khúc cho mất công. Không chịu nổi con. Có nhiều bao nhiêu mẹ? Cầm tiền uống cà phê. Gì vậy? Sao nãy chú nói con chở chú đi chú cho con 40 ngàn? Trời ơi, 40 là tới địa điểm, còn này mới có giữa đường 20 được rồi. Đáng lý ra mày phải thối tiền lại cho tao công đẩy nãy giờ đó. Vậy thôi 20 ngàn cũng được. Rồi đánh nó điện thoại kêu mấy bạn mày thằng nào không lại đẩy tiếp đi. Tao mệt quá rồi. Ở tạm biệt nha, ở lại bảo trọng hồn anh ấy giữ à. Chú hai. Cái gì? Dạ con nó bảo hiểm. Đẩy mày mà tao quên số quân luôn. Trời ơi. Mày làm gì vậy? Mày không thấy tao đang câu cá hay gì mà hỏi? Trời đất ơi. Ăn rồi tối ngày phá làng phá sớm rồi giờ ra đây câu cá nữa. Cá đầu câu. Sư, ngày hôm qua câu được 2 con luôn á. Trời. Rồi mày á, sao không chạy xe ra đây kiếm tao làm chi? Xe hư mất tiêu rồi, lấy gì chạy? Ăn ở không sáng giờ nè. Ê, hư xe kiếm tao mượn tiền phải không? Trời đất ơi. Tao không ngờ mày là anh em chí cốt của tao luôn. Ba lít, tao chưa kịp nói gì chân mà mày biết tao muốn gì luôn. Hả? Có tiền cho mượn chút đỉnh sửa xe đi. Cả xẻo lá này mày không mượn, mày mượn ngay cái thằng mà nó khổ nhất, không còn một cắc nè ông nội. Vậy chứ giờ xe tao hư tao bỏ ngoài tiệm sửa xe rồi không có tiền sửa rồi sao giờ, giúp đỡ đi. Mày chạy qua bà ruột hồng kìa. Trời ơi, tao qua bả trước kiếm mày nữa. Tao qua tao mới mở miệng nhắc vụ mượn tiền, cái bả nói tao chưa trả nợ uống cà phê của bả, bả không cho tao mượn nữa. Trời đất ơi. Ê, khoan, có điện thoại, đợi xíu. Alo. Sửa nhiều, cỡ nhiêu lận? Trời đất ơi. Nhưng mà là chính xác cụ thể là nhiêu, nói cho người ta biết đường ta chuẩn bị. Chưa gửi hả? Biết rồi, để tôi tính. Ê, sửa tới 1,5 triệu lần hả? 1,5 triệu lận mày ơi. Chết rồi. Giờ ê, không ấy mày bán da chai luôn đi chứ mày tiền đâu mày sửa. Đâu có được. Nhiêu thiện nhiêu cũng phải kiếm tiền để mà sửa chiếc xe. Chiếc xe kiếm cơm của tao mà. Ừ vậy mày đi kiếm ai mượn, mày đi gom tiền vậy mày trả cho người ta đi. Đúng rồi, để tao đi mới. Ờ. Ê. Hả? Mày không có đồng nào cho tao mượn thiệt luôn hả? Tao lại mày, không còn một cắc nè. Không lẽ tao bực bội hơn. Bà Lích. Tía tao không biết kiếm làm gì. Bà Lích. Trời chú chính. Bỏ đi, không có câu kéo gì, đi về liền. Đang câu. Chả cái gì, bỏ nó đi, nghe lời tía, đi về. Về làm gì? Là nói tía đi ra ngoài chợ á, có công chuyện chút xíu rồi nghe người ta đồn. Người ta nói có cái công ty gì á, dài dép gì đó, nó mở, nó tuyển người vô làm, đang bán hồ sơ. Coi gì chạy lên mua hồ sơ đi, xin đi làm với người ta. Đặng hàng tháng có lương rồi con, tao thấy mày lông bông không á. Biết gì đâu làm trời. Thôi kệ, làm thì làm. Ở nhà riết cũng chán, không có tiền xài. Ừ. Chú Chính. Là chú kêu Ba Lít đi làm công nhân hả? Không biết tuyển cái gì đó, cứ xin như đó rồi tao bố trí bằng cái gì đó mà cái đó. Con làm được không chú Chính? Sao không được, người ta đang tuyển mà. Dạ. Mà nè, mày tính bỏ nghề chạy xe ôm làm sao đi mày? Tại xe ôm con hư mấy bữa nay rồi, sửa chưa lấy được nữa, không có chuyện làm gì hết trơn á. Ừ, vậy coi hết được á thì đi với Ba Lít lên trển mua hồ sơ, hai anh em đi làm chung cho vui. Dạ. Ủa tía, là trên đó người ta nhận nhiều người lắm hả tía? Thì nghe người ta nói vậy, lên trên đó hỏi rồi mua hồ sơ nghe con. Ê, vậy bây giờ tao về tao lấy xe, tao lên trên đó tao mua bộ hồ sơ liền ha. Ê, cho tao có gian chứ. Ờ, cũng được á, đi. Đi nghe tía. Đi, đi nghe chú Chính. Nè, ghi chú này cho đẹp đẹp không? Dạ, hai chú muốn ghi không? Ghi. Ủa, hai anh em con đang làm gì vậy? Dạ, ghi hồ sơ cho anh hai á má. Ủa, hồ sơ gì? Dạ, hồ sơ anh gì đó má. Hồ sơ xin việc làm, sao con không viết để cho em viết vậy? Tại con ghi chữ xấu, nhờ với An ghi chó đẹp. Ủa, không chạy xe ôm nữa sao, mà lại xin việc làm? Con thấy chạy xe ôm ngoài nắng ngoài nôi, cực thấy bà luôn, mà cũng không có nhiêu tiền hết. Con với Ba Lít rủ nhau nộp hồ sơ trong công ty á mẹ, làm tới tháng lãnh lương. Ừ, vậy cũng được. Viết đi. Con xin đi làm á, thì cũng được hơn là chạy xe ôm. Chạy xe ôm á,
có đồng nào tụi bay nướng vô quán hết trơn. Vậy còn chiếc xe làm sao con? Xe con gửi ngoài tiệm sửa xe á, tại chưa có tiền cho nên còn để ngoài chưa dám kêu người ta sửa. Con kêu người ta sửa đi, rồi má đưa tiền cho con lấy. Gì? Má cho con tiền sửa xe hả? Trời ơi, có tiền gì mà giấu nghe. Là da ngầm không hay ta ơi. Giấu đâu, má có tiền. Nhưng mà phải để dành lúc ốm đau, rồi còn để dành sửa nhà nữa nè. Khi nào cần thiết á thì má sẽ đưa ra. Dạ. Đưa trước, nhớ lãnh lương về trả lại cho má. Trời, để da không cho luôn đi còn cho mượn nữa. Mà má yên tâm đi, mười mốt tới tháng lãnh lương xong con trả cho má một cục tiền luôn, con bo thêm cho má mấy trăm ngàn nữa, chịu không? Xong rồi. Thấy đẹp má. À, ok. Ê. Gì? Tiền công em đâu? Thiếu đi. Hay nói cái gì? Cho hay thiếu đi. Cái gì? Không chịu đâu, đưa tiền cho em. Má. Má cái gì? Má. Anh hai nuốt lời chị má. Má. Nè, con biết anh hai con đâu có tiền đâu mà con xin. Đúng rồi đó. Giờ em cho anh hai thiếu đi. Mười mốt anh hai làm công ty, lãnh lương cho em đi ăn kem, đi ăn cái viên chiên nữa. Vậy hen. Có bao giờ có tiền đâu mà cho người ta chứ. Con đi nghe má ơi. Trời ơi, sao không ăn sáng mà đi liền vậy? Thôi, con đi cho kịp, con còn qua rủ con ba lết đi nữa. Cái gì vậy? Bữa nay ăn mặc gì sao nhìn nó kỳ kỳ á. Má còn nói kìa, không biết gì trơn. Người ta đi làm công ty là phải ăn mặc lịch sự đàng hoàng gì nè. Đúng rồi đó, bữa nay anh hai phải đàng hoàng như vậy đó. Đúng rồi. Đi làm mới được chứ. Ừ. Đi làm nhớ ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa, không phải giống như ở nhà phát biểu linh tinh. Trời ơi, cái đó má khỏi dặn con má ơi. Ở nhà là con nói chuyện với má với bé An cho vui thôi, chứ con ra đường là con ăn nói đàng hoàng chững chạc dữ lắm chứ bộ. Thôi đi à. Ờ à, đi đi. Qua nhà ba lít kiếm nó nữa. Rút teo. Ui. Dạ con chào chú Tám mới qua. Em chào anh. Chào cưng. Trời đất ơi, nhà cửa gì tối thui vậy? Bật đại cái đèn lên coi Tèo. Nè, đeo kiến đèn mà nói người ta không mở đèn. À, con quên. Nó vậy không đó má. Làm chuyện không giống ai chừng á. Những người làm chuyện không giống ai là những người phi thường. Tao tính qua kiếm mày nè. Trời đất ơi, tao ủi đồ xong đợi mày cả buổi luôn không thấy mày qua. Trễ giờ bây giờ nè. Thì tại tao cũng xúi sạn quá trời nè. Nè, nhìn hai đứa con bữa nay hoành tráng quá ha. Má má im không, im không? Em. Thím Tám biết sao không? Bây giờ á, tụi con đã có công ăn việc làm ổn định, có một cái tương lai tươi sáng. Sau này á, tụi con còn phải có vợ nữa. Cho nên á, phải sạch sẽ, tươm tắt. Ê ba Lít, tao với mày vô trong đó làm văn phòng mà ngồi máy lạnh chắc mưa mút, trắng tươi quá mày. Trắng là đúng rồi. Mày không biết đâu. Lúc hồi nhỏ á, tao trắng tươi à, tại tao không có việc làm, tao đi ngoài đường riết rồi tao đen vậy đó. Vô cỡ một tuần một, y như cục bột. Trời, hồi xưa má tao nói đẻ tao ra cũng trắng tươi à, đúng không má? Tại vì tao chạy xe ôm nên mới đen vậy thôi. Thôi, khỏi có nói nhiều, vô chỗ đó ngồi một tuần đi. Ai trắng ai đen, rồi sẽ hiểu. Đi, hai đứa mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi tiến lên. Đường tương lai của chúng ta đó. Cố gắng lên nha bạn. Ừ. Dạ, chào chúng ta. Chào cưng. Xin chào anh. Má đi nghe má. Ừ. Đi nghe bé An. Dạ. Anh hãy cố lên nha. Ừ. Nhanh lên ruột ơi. Cố lên. Ờ đợi. Đi nghe. Đi nghe. Đi nghe má. Bye bye anh ơi. Mình vô ăn cơm á. Đi. Chị Tám. Ủa anh Chính. Đi đâu mà nhìn mảnh tỏ quá vậy? Ta nói mấy bữa nay á, trái gió trở trời, đi lên trên xã xin mấy viên thuốc uống. Dạ. Sẵn đi ngang ghé hỏi chị, hình như sáng này làng Ba Lít nhà tôi ghé thằng Tèo rủ đi làm phải không? Dạ đúng rồi, hai đứa nó đi làm chung. Trời ơi, nhìn nó hả, ăn mặc lịch sự, bảo cho quần đồ, nhìn nó lịch sự lắm đi. Kỳ này chắc nó làm văn phòng á anh. À, thì chứ sao, hai đứa tụi nó phải làm văn phòng, chứ làm gì bậy bạ tụi nó không có làm đâu. À. Hai anh, khiêng hết tất cả những cái thùng này lên phòng hành chánh giúp tôi. Là khiêng hết cái đống này luôn hả anh? Đúng rồi. À, em ý kiến cho em xin thời hạn
Thời hạn gì? Là tụi em phải khiêng tất cả cái này trong vòng 1 tháng, 1 tuần hay là 1 ngày. Cái gì mà 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày? Trong vòng 1 giờ. Hả? Nhanh lên. Trời trời, tao tưởng đâu vô đây được ngồi văn phòng máy lạnh. Ê, gì? Mày không nghe ổng nói hả? Khiêng cái này lên văn phòng thì chắc mình khiêng cái này hết rồi bắt đầu mình lên trên văn phòng làm. Ờ, à, cũng đúng nha. Rồi giờ sao giờ? Khiêng chứ làm sao? Một đống gì biết cái nào trước, cái nào sau. Làm theo cái nguyên tắc cơ bản, nhỏ trước, lớn sau. À, thôi khiêng đi. Để tao xăng áo lên. Để phụ, để tao phụ cho. Ồ, nặng quá, nặng quá. Tôi thấy hai đứa đó là đi làm chung đó nha, tôi yên tâm lắm. Ừ, nè, cái thằng ba lít nhà tôi á, nó đi làm với thằng Tèo á. Thằng Tèo mà có chuyện gì á là nó bảo vệ tới bến luôn á nghe. Cái thằng ba lít nhà tôi nó lanh lắm. Thì thằng Tèo nhà tôi nó cũng vậy, nó cũng lanh lắm chứ bộ. Có gì vậy? Nó bảo vệ con anh, thằng ba lít luôn. Đó, bởi vì người ta nói tình làng nghĩa xóm là ở chỗ đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ, em cũng cầu mong cho hai đứa nó đi làm nên sự nghiệp. Ừ, mong là vậy. Cái anh nghĩ như sao vậy? Tướng như con voi, khiêng những cái hộp nhỏ như thế này, từng cái rồi biết khi nào mới xong. Dạ thưa anh, tụi em á làm việc theo bài bản đàng hoàng, nhỏ trước, lớn sau. Mấy cái hộp này á là lớn hơn những cái hộp lúc đầu tụi em khiêng rồi đó anh. Dạ dạ đúng rồi anh, em khiêng từ từ tới mấy hộp bự anh. Nhỏ thì mình có thể là một người khiêng một cái được, còn không á những cái hộp nhỏ hơn thì có thể khiêng cùng lúc nhiều cái được mà. Ủa anh, mình khiêng một lần 2-3 thùng cũng được luôn ha anh? Được chứ sao không? Tụi em chắc khiêng không được rồi đó. Anh làm mẫu cho tụi em xem ha anh. Rồi, ok. Wow. Nó nhìn đi. Ừ. Cũng đơn giản chứ khó khăn gì đâu. Ôi. Superman. Quản lý có khác mày ơi. Má ơi, chưa thấy 2 giờ nữa vậy má. Thì chắc cũng sắp về rồi. Má có để phần cơm cho anh hai riêng rồi. Để xong cái này là mình vô ăn cơm, nha không? Dạ. Anh hai về kìa má. À. Em chào anh hai. Má mới về à? Ủa về rồi hả? Dạ. Đi vô trỏng thay quần áo, rửa mặt rồi ăn cơm. Dạ dạ. Sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà má thấy con uể oải quá vậy? Đâu có đâu. Con khỏe lắm, khỏe. Công việc con ngon lành luôn á. À, vậy thì má cũng mừng. Dạ dạ. Thôi con vô trong nha. Ừ. Vô rửa mặt đi con. Nhìn anh hai sao đi vô. Sao? Đi vô ăn cơm con. Dạ. Đi. Ôi sao mặt nó dữ vậy trời. Ôi phải chi lúc này mà có thằng Tèo xe ôm á, nó chở mình về nó đỡ gì đâu á. Nó chở mình về cũng đỡ. Mà lúc cần nó không thấy đâu hết trơn á. Dạo này nó còn đi làm nữa chứ. Ủa? Hả? Ui. Ủa? Bà Lít hả? Ừ. Sao mày không đi làm chung với Tèo hả? Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Tại công việc á không phù hợp nên nghỉ. Tại tôi là lao động là trí óc chứ không phải lao động tay chân. Ủa? Vậy thằng Tèo nó cũng nghỉ luôn rồi hả? Phải rồi. Trời ơi, chứ nghĩ sao? Anh em ruột rà với nhau, tôi nghỉ nó làm chi? Vậy để ngày mai cô Hồng còn quá trời đồ ngoài chợ á, rồi để mai kêu á nó chở mình đi mà được ha. Đúng rồi. Có ba cái đồ nặng gì đó cứ kêu nó chở ủng hộ đó. Ừ ừ ừ. Mới đi chợ hả? Ừ, chợ quá trời về bán nè. Ờ, mua đồ ăn quá trời luôn nha. Ôi. Cái gì vậy? Cái này mà ăn cái đã lắm à. Cho con trái ha. Đồ tao chưa bán mà mày quăng gì hư hết sao? Trời ơi, xin trái ăn sáng giờ chưa ăn gì hết. Ăn này chắc đã khác luôn. Đồ chưa có gì mà mày xin ăn. Trời, coi như là cho mở hàng đi. À, thôi mày ăn đi. ăn đi. Mày sẵn mày xách bụng tao về nhà đi rồi cái gì cũng có phe luôn ha. Ừ trời ơi, con cũng tính ra quán cô à. Gì vậy? Điện thoại, đợi con cái. Alo. Gì? Vợ mày đẻ hả? Trời.
Rồi sao không chở lên trạm xá đi? Cái gì? Rồi, tao qua liền. Đợi nghe. Vợ chính đẻ. Rồi, tới liền nha. Trời ơi. Nó phụ cho mình, bây giờ nó bỏ đi à. Ăn chứ xòi của mình nữa. Cái thằng lâu ca. Anh hai. Trời Phật ơi. Lỡ đây ngồi cả buổi không thấy ai hỏi han gì hết trơn. Té ra hai người đi chơi nha hả? Đâu có đâu, anh ngồi chơi chút xíu nha, em vô chút xíu em ra nha. Chú hai. Lâu quá trời hôm nay không gặp chú hai. Nghĩ đi làm hả mày? Nghĩ rồi chú ơi. Sao nghĩ rồi? Không nghĩ có án mạng xảy ra. Đất ơi, vụ gì dữ vậy? Không phải tại con, mà tại vì tụi con đang làm cái ông quản lý ông nói gì nè. Thôi, hai anh nghĩ giùm tôi cái đi. Tôi nhìn thấy hai anh là tôi tức, tôi học máu, tôi chết á. Đi liền. Đi ra ngoài liền. Đi nhanh lên, đi. Không còn một cơ hội nào. Không, chờ. Đi ra ngoài liền. Đi thiệt luôn hả anh? Đi liền, không có nói nhiều. Anh cho em bắt tay cái gì? Không có bắt tay gì hết. Nghỉ việc, không bắt tay gì hết trơn á. Đi, nhanh lên, ra ngoài. Đi nha. Đó, ông nói như vậy đó, tụi con đâu dám làm nữa. Lỡ đang làm, ông bắt cầu ông chào má ông chết rồi lấy gì đền ta. Vậy đó hả? Dạ. Thôi mẹ ơi, trở về chạy xong ra ôm đi cái nghề truyền thống đi. Đúng rồi đó. Con nghiệm cũng thấy chú hai nói đúng á. Đi vòng vòng cũng về nghề xe ôm nè. Làm như xin nghề tử nghiệp hay gì á. Nói là thấy ghê, ai dám đi xe mày mày? Không phải. Ý con là làm cái nghề chạy xe ôm này chắc tới già luôn quá. Ừ, xã hội người ta phân công rồi. Tao nói thằng nào cũng vậy à. Nghề nào nghiệp mấy à. Sống muộn vòng vòng cũng trở về ông đau mà, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề nào cũng vậy chứ á. Mày tâm quyết là cũng làm ăn cũng được à, phải không? Dạ đúng rồi. Lúc chở tao đi ngân hàng cái nha. Gì? Có ai đi ngân hàng hả? Ừ. Ôi, điều này là có tiền gửi ngân hàng ra lấy lãi rồi nghe. Tao chưa nói hết câu. Kế bên ngân hàng nó có cái chỗ đóng tiền điện. Chở tao ra đó đóng tiền điện người ta. Ủa là đi đóng tiền điện chứ không phải ra ngân hàng lấy lãi hả? Đi đóng tiền điện. Thôi đi. Nhưng mà xe sửa chưa? Sửa đang qua ngon lành chứ trời. Chạy im ghe liền. Không có giống như bữa hổm nghe. Chết máy dọc đường nó mang nhục với ta đó nghe. Trời ơi, con quay về cái nghề sơm là cũng làm máy, làm xe lừa im lắm. Con quay lại nghề chú hai mở hàng con cuốc cho nó ngon lành ngọt ngào kìa. Để anh ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng á. Mở hàng con ngọt ngào. Mày muốn mở hàng hay đóng hàng gì cũng được hết á. Vậy. Nè, được. Bữa qua xóm bên á bị trộm á, nhà tư á của cải nhiều á, ráng mà chịu mình nha. Ơ, tôi mệt quá, vàng nhà tôi đó tôi chôn với ba phần đi ngọc dưới á, nó dở qua đây xuống lấy rồi cho ông ăn một nhốt mà luôn. Bởi vậy nói ngon lắm, tôi nói á, tư chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Chết thiệt, cũng đâu nó mặc dù, mà không lấy được cái gì. Lu lo cho cả cái xẻo lá này biết. Tối qua không phải là ông đánh cướp hả? Mới vừa tỉnh lại đó anh. Qua đang nằm ngay đơn.